Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc, tôi gửi tới quý vị, các bạn, các em học sinh, bài viết thuộc văn bản thuyết minh Con Trâu Việt Nam. Theo sách giáo khoa ngữ văn 9, tập 1, chương trình giáo dục năm 2006, Con Trâu Việt Nam. Trâu là động vật thuộc họ bò, Bovidae, phân bổ nhai lại. Rumiantia, nhóm sừng rỗng, Cavicomes, bộ guốc chẵn, Actiodactyla, lớp thú có vú, Mammalia. Trâu Việt Nam, Bubalus, Bubalis, có nguồn gốc từ trâu rừng thuần hóa. Thuộc nhóm trâu đầm lầy, lông màu xám, xám đen, thân hình vạm vỡ, ngắn, bụng to, mông dốc, bầu vú nhỏ, sừng hình lưỡi liềm, có hai đai màu trắng, dưới cổ và chỗ đầu xương ức. Trâu cái nặng trung bình 350 đến 400 kg hoặc 300 đến 600 kg. Trâu đực 400 đến 450 kg hoặc 350 đến 700 kg. Trâu 3 tuổi có thể đẻ lứa đầu tiên. Trâu đẻ có mùa vụ. Một đời trâu cái thường cho 5 đến 6 nghé. Nghé sơ sinh nặng 22 đến 25 kg. Đôi răng cửa giữa cố định bắt đầu mọc lúc 3 tuổi. Và trâu kết thúc sinh trưởng khi hết 6 tuổi. 8 răng cửa. Trâu nuôi chủ yếu để kéo cày. Lực kéo trung bình trên ruộng 70 đến 75 kg. Bằng 0,36 đến 0,40 mã lực. Trâu loại A, một ngày cày 3 đến 4 sào, loại B, 2 đến 3 sào và loại C, 1,5 đến 2 sào bắc bộ. Kéo xe ở đường xấu, tải trọng 400 đến 500 kg. Đường tốt 700 đến 800 kg. Và trên đường nhựa với bánh xe hơi kéo trên 1 tấn. Kéo gỗ trên đường đồi núi, thường một trâu kéo 0,5 đến 1,3 mét khối với đoạn đường 3 đến 5 km. Khả năng cho thịt, trâu cái có tỷ lệ thịt xẻ 42%, trâu thiến 45% và trâu đực 2 tuổi 48%. Khả năng cho sữa 400 đến 500 kg sữa trong một chu kỳ vắt. Mỡ sữa 9-10%. Khả năng cho phân trong 24 giờ, trâu 2 răng thải ra 10 kg phân, trâu 4 răng 12-15 kg và trâu trưởng thành 20-25 kg. Theo từ điển Bách Khoa Nông Nghiệp, Hà Nội 1991, Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.